Chào mừng em đã quay trở lại với Lato Z. Mình là Minh Sơn, bên cạnh mình là anh Tùng. Anh đang là một nhân viên thiết kế đồ họa. Và sau một quá trình tìm hiểu cũng như là một quá trình tham khảo rất kỹ các cái mẫu máy trên thị trường, thì anh đã chọn cho mình mẫu Acer Nitro 5 phiên bản đời mới 2020 với cấu hình Core i5-13H và các 1650 Ti. Và sau đây mình cùng với anh Tùng sẽ unboxing chiếc máy này. Đây, đây. Ok, vào đây. Trong hộp thì chúng ta sẽ có máy và sạc chẳng rồi, được đóng gói rất chắc chắn và kỹ càng. Đây, mời em cùng chiêm nghiệm chiếc Acer Nitro 5 phiên bản 2020 trên tay mình đây. Thiết kế rất chắc chắn. Chúng ta sẽ có viền mỏng và LED RGB. Anh Tùng có thể cho bọn em một chút cảm nhận của anh khi mua hàng tại Lato Z được không? Thứ nhất là khi mà mình đến đây, mình cảm thấy là các bạn nhân viên ở đây rất là nhiệt tình. Thứ nhất là tư vấn cũng như là cái thái độ phục vụ, mình cảm thấy rất là hài lòng. Yeah. Về dòng sản phẩm thì thứ nhất là mình cũng đã tìm hiểu qua rất nhiều các cửa hàng khác. Yeah. Và mình thấy ở bên laptop từ AZ này thì với mình thì thứ nhất là cái chế độ bảo hành nó cũng khá là tốt. Và thứ hai nữa là giá cả nó phải chăng, là phù hợp. Thì cảm ơn cái chia sẻ của anh Tùng. Như anh em trong quá trình tìm hiểu và có thắc mắc, yêu cầu giải đáp thì có thể liên hệ với mình. Hiện tại những mẫu Acer Nitro 5 mình này thì mình đang có mức giá trên 20 triệu đồng và mình sẽ được tặng thêm một thanh RAM 8GB bớt 3200 khi mua máy mới. Anh em có yêu cầu có thể liên hệ trực tiếp đến shop Lotto Z, và anh em đang có thắc mắc có thể comment phần phía dưới. Cảm ơn anh em đã quan tâm và ủng hộ Lotto Z. Xin chào.